Bây giờ em quay cho tất cả các bác những cái dòng Samsung M51 Em bán cho tất cả các bác với giá là 3 triệu đồng Các bác nhận được những cái sản phẩm như sau Thứ nhất là con này nó là pin 4.000 Pin 4.000 nha các bác nha 3 triệu, pin 4.000, màn hình 6.5, RAM 6, 128GB Máy 99%, có nghĩa là như là máy mới 100% luôn Anh em không cần cọc, kiểm hàng rồi thanh toán Đúng những cái gì mà em quay em quảng cáo thì các bác nhận Còn không đúng thì đừng có nhận Để tránh cái trường hợp là chúng ta mất tiền ngu nha anh em nha Thứ nhất là cái máy này ấy, là không có hộp và hiện tại là chưa có ốp lưng. Bởi vì tại sao máy 99 có nghĩa là những cái dòng máy nó trưng bày. Nên là em cũng chỉ gom góp và nhặt được vài con thôi. Nên là anh em có thể là nhanh tay và lựa chọn. Máy 99% có nghĩa là như máy mới luôn. Đấy, không có một vết xước nha. Em nói không xước, không bóp méo. Nếu các bác nhận máy mà nó bị xước, bị móp méo và ghi và bộ nhớ nó không đúng những cái gì mà em nói ở đây thì các bác đừng có nhận. Đấy, em cũng chẳng ngu gì mà em gửi cho các bác mà không đúng những cái lời quảng cáo sau đó em lại mất tiền gửi đi và gửi lại đúng không? Đây là những cái dòng máy Samsung bán chạy nhất trên thị trường. Em bán với giá 3 triệu, các bác nhận được chiếc điện thoại pin 4000 màn hình 6.5, RAM 6 và 128GB các bác nha. Đấy, có 3 màu như thế này. Đấy, 2 màu như thế này. Samsung A51 nhá các bác đặt máy, đặt hàng, các bác phải nhớ được cái tên của máy thì mới đặt được nha. Bởi vì các bác gọi em bán hàng triệu máy này là không nhớ được tên đâu. Đấy. 3 triệu các bác nha Đây là những cái sản phẩm này A31 này Đấy, A51 cho đó đến A31 nha các bác nha A31 A31 hiện tại còn có vài con nữa thôi Đấy, Em bán là tất cả các bác với giá là 2 triệu 750 nghìn Nhưng cái điện thoại này đây Pin 5 nghìn này Màn hình cũng 6,5 Cũng là RAM 6 128G Oppo à xin lỗi Samsung A31 nha Màn hình 6,5 Máy 99% Như máy mới luôn nếu mà không uy tín ấy, em lừa các bác là máy cũ hay là máy mới, các bác cũng vẫn phải tin bởi vì tại sao nó vẫn còn tem siêu nguyên bản cho tất cả các bác đây. tem siêu nguyên bản cho tất cả mọi người. Anh em ạ, chỉ có thiếu một cái ốp thôi, còn tất cả sạc tai nghe đầy đủ hết các bác nhá. Pin con này là pin 5000, màn hình cũng là 6.5, RAM cũng RAM 6 và 128 g máy là máy 99%. trăm chẳng qua em không muốn làm đểu em bán máy 100% các bác vẫn không tin. Đúng không? Em bảo bán 100% chiếc máy này là các bác nhận máy các bác không bao giờ biết được Chẳng qua là mình bán hàng uy tín hàng đầu thôi Đấy, cũng không có giàu nghèo gì mà lừa các bác thêm 100, 200 nghìn đúng không ạ Máy nó như thế nào thì chúng ta sẽ tả như vậy Còn em bán không phải là bán 1 đến 2 cây sau đó là lừa cọc tất cả anh em anh em hiểu không Đấy, chứ nhiều người cứ nói nọ nói kia Đây con này là 3 triệu các bác nhá Đấy, Samsung M31 Những cái dòng này là bán khá là chạy nha các bác nhá bán khá là chạy con này là m51 à xin lỗi m31 con này em bán cho tất cả các bác là 3 triệu 050.000 pin con này nó tại sao pin con này 6.000 cơ đấy pin 6.000 cơ pin 6.000 màn hình 6.5 RAM cũng là RAM 6 128g con này máy tình trạng của máy là được 98 nha có nghĩa là nó có vấn đề nó xấu hơn một tí đấy, nó có một số chỗ nó cũng để mà nhìn thì chắc chắn là không nhìn thấy được đấy nếu mà các bác ra ngoài đường hay là ngoài nắng các bác nhìn chắc chắn là đặc biệt là không nhìn thấy chẳng qua là em bán như thế nào thì em phải báo rõ cho tất cả các bác như thế đó để tránh cái trường hợp là em gửi cho các bác xong là các bác không nhận rồi lại gửi lại cho em thì em cũng mất việc thôi đấy em phải báo tình trạng nó phải đúng nha được cái con này là máy cực kỳ là đẹp trong khi con này nó là pin của nó là pin 5 à 6.000 không phải là 5.000 nha các bác nha 3 triệu 050.000 Samsung M31 nha pin 6.000 nha các bác không đi đâu tìm được những cái dòng như thế này đâu M14 người ta đã bán đến tận 3 triệu mấy rồi Đấy. đây A51 thì có những cái màu như thế này màu xanh màu hồng đỏ nhạt thế này đấy màu trắng nhá còn con dòng mờ là con mấy con nhỉ vài con nữa đâu mất rồi đây em giới thiệu tất cả các bác con máy này con này em bán có 1 triệu 6 đây. 1 triệu 600 000 Pin 5 000 nha. Nhưng con này nó chỉ là 32 g Em báo tất cả các bác có con máy này là Samsung A02. 32 g Máy là máy cũ 95%. Gần như là máy mới rồi các bác ạ. Thằng qua nó bị à, người ta dùng rồi. Nó bị xước những cái viền này một tí tí thôi Không, nhưng mà không sao. So với giá chỉ có hơn 1 triệu bạc thì chúng ta dùng những con này là ok. Bởi vì là tại sao? pin nó được rất là lâu là pin 5000 có hơn triệu bạc thì dùng như thế này là được rồi còn vừa rồi các bạn thấy không em bán với giá là 1 triệu 6 1 triệu 7 những cái dòng pin 5000 các bác nhá Đấy, à, bây giờ em chỉ bán cho tất cả các bác là 1 triệu 600 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán đủ phụ kiện cho tất cả anh em à, không cần cọc nha bên em có giá từ 1 triệu trở lên là không còn cọc đến 5 triệu đổ lại là cũng không cần cọc được kiểm hàng rồi thanh toán còn dưới 1 triệu là các bạn phải thanh toán luôn chứ không phải là cọc đâu thanh toán rồi mới gửi nha các bác nha em có tất cả các cái dòng Samsung Oppo Redmi iPhone Nói chung là không thiếu bất cứ cái sản phẩm gì Tuy nhiên thì các bác đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay video để khi mà có những cái sản phẩm mới em lại đăng cho tất cả các bác xem thì các bác mới xem được chứ còn chúng ta không đăng ký kênh thì nếu mà ví dụ như các bác muốn xem những sản phẩm khác thì không xem được đúng không Đấy, còn một cái video để mà chúng ta làm hết tất cả các cái máy thì chúng ta không bao giờ làm kịp được nếu mà để em mà quay chi tiết từng cái sản phẩm thì chắc chắn nó phải đến hết ngày mai nha các bác nhá đây là một cái sản phẩm cực kỳ là chạy và trôi nổi nhất trên cái thị trường hiện nay con này là 3 triệu 750 000 nghìn à 3 triệu 700 tròn thì các bác nhận được chiếc điện thoại là ram 8 nha này ram 8 này 128 g máy 99 trăm pin 4.500 anh em được kiểm hàng rồi thanh toán Đấy, máy 99% nó là máy mới rồi các bác ạ, chứ không phải là máy cũ đâu nhá các bác nhá. chẳng qua chúng ta nói máy mới thì nó cũng không đúng bởi vì em bán cho tất cả các bác nên là chúng ta sẽ không nên để làm những cái vấn đề là đúng phải đúng và sai là phải nói sai, mới là phải nói mới đúng không? Bây giờ mà em mà bỏ ra như có một số con ấy kể cả những cái dòng Oppo kìa, máy mới nó vẫn còn không có tem siêu, còn con này nó vẫn còn tem siêu nguyên bản mà em mà lừa các bác là máy mới các bác không bao giờ biết được đấy. Nên là em không bao giờ lừa các bác nha, máy máy 99% này. Đấy, tem siêu vẫn còn nguyên nha Đấy, nhiều người nhiều bác cứ bảo là em độ vỏ nọ kia các thứ thì các bác phải hiểu thế này em lấy đâu thời gian cho mà em mới độ hàng mấy à, hàng mấy nghìn con đúng không Đấy, Bây giờ em sẽ giới thiệu tất cả các bác những cái dòng Vivo này Vivo này ấy, em bán cho tất cả các bác với giá là 1 triệu 5... Ôi xin lỗi con này là 1 triệu 2 nhé 1 triệu 2 thì chúng ta được một chiếc điện thoại là 64G còn con này giống y hiện nhau nó là một thôi nhưng mà con này 1 triệu 500 thì con này nó là 128G 1 triệu 200 là 64 gb nhá 1 triệu 200 này là 64 gb 1 triệu 500 là 1 triệu 500 là 128G y93 Vivo y 93 pin 4.500 các bác nha ramm 6 128 G là 1 triệu 500 còn con 64 gb này duy nhất chỉ còn đúng một con này thôi Đấy duy nhất của một con này còn tất cả tất cả những cái dòng còn lại là cũng có màu đỏ, màu đen và màu xanh thế này. Đấy, có màu đen nhẹ đâu nhỉ? Đây. Có màu đỏ, màu xanh và màu xanh đậm và màu đen. Vivo Y93 nha các bác nha Đây ạ. À. 64 ghi duy nhất còn một con nha Còn đúng một con này thôi Ai lấy thì lấy không lấy thì chúng ta có thể lựa chọn tiếp vào những cái sản phẩm là 1 triệu 500 này 1 triệu 500 nó chênh lệch 300 000 thì nó được cái là 128 g nha có màu đỏ màu đen và màu xanh như thế này nha các bác nha em bán tất cả các bác không hộp nhá được kiểm hàng rồi thanh toán 128 g 128 g nhá máy mới nhá tiếp theo em sẽ giới thiệu tất cả các bác những cái dòng sản phẩm A3S A3S bên em thì 1 triệu 450 nghìn thôi Tuy nhiên thì các bạn nhận được điện thoại với trị giá này với cái sản phẩm này là pin 4003 màn hình 6.23 inch có màu đỏ và màu xanh đậm như thế này có màu đỏ và màu xanh đậm thế này và em bán 1 triệu 450 000 cũng là RAM 6 và 128 ghi nếu mà em không nói đúng và không đúng những cái lời quảng cáo thì các bác đừng có nhận nha các bác nha Bên em anh em cứ yên tâm được kiểm hàng rồi thanh toán các bạn thấy không? RAM 6 128 GB nhá. Chứ không phải là loại 16 GB. Nếu các bác lấy loại 16 GB em bán có 8 900 1 triệu em cũng đã bán hết rồi đấy. đấy. Oppo A3s nhá, đủ phụ kiện chỉ thiếu một cái hộp thôi. Có sạc có tai nghe đầy đủ hết nha các bác nha. 1 triệu 400 000 chúng ta mua cho người già hay là trẻ con dùng là khá là ok. 1 triệu 400 000 cho tất cả anh em. Pin 4003 màn hình 6.23 inch. Đấy, RAM 6 và 128 GB chứ không phải là cái loại 16 GB anh em ạ. Máy mới nhá, ở đây chúng ta nhìn nó bẩn không phải đâu ạ. Đây là giấy bóng này. Thấy chưa à, nên em không muốn bóc nó ra nhiều người thì cứ bảo máy nó bị như thế này là bị chảy xước đây này bong bóng này có chảy xước nhưng mà không phải đâu nha đây là cái lớp giấy bóng rồi đây này em mà xé ra này. đấy có cả mặt trước mặt sau nha giấy bóng ấy nên là nhiều người cứ bảo là thấy em quảng cáo thấy toàn nó xước xước đây này bác theo đây này. À, nhưng mà không phải đâu nha đây là giấy bóng thôi đây này à, em sẽ cho các bác xem này để tôi sẽ còn khó ấy, khi mà các bác ra ngoài đường ấy rất là khó xé nha nếu mà tay không có móng tay với lại ra ngoài nắng nhìn đấy thì nó y hệt như là kiểu là máy cũ à, nó chảy chảy thế này đây này à, nên là nhiều bác bảo mày gửi cho anh sao mà máy mới mà nó chảy xước hết rồi không phải đâu ạ nó là do có cái lớp giấy bóng này thôi các bác ạ tiếp theo này có những cái sản phẩm này A55 này A... Xin lỗi Đây là con Oppo A55S <laughs> Máy này là máy chống nước nha các bác nha Máy này máy chống nước 3 triệu 900 nghìn Nhưng mà con này nó chỉ là 64GB thôi Cam kết cho tất cả các bác được vứt xuống nước rồi thì nước không vào thì thanh toán còn nước vào thì đừng có thanh toán nha máy mới nguyên hộp luôn nguyên phụ kiện có sạc và có tai nghe đầy đủ hết cho tất cả anh em máy này là 64g máy này chống nước nhá 3 triệu 900.000 pin 5.000 nha Đấy, màn hình 6,5 a55s chống nước Đấy, Oppo a55s chống nước này đẹp chưa Đấy, con này nó là RAM 4 và 64g thôi Đấy, nhưng mà được cái nó chống nước nếu mà các bác ở vùng biển này hay là chúng ta đi làm phụ hồ phụ xây các kiểu để chúng ta dùng những cái máy này ấy thì nó đã gọi là chống nước rồi thì tất cả các cái mồ hôi mồ cây của chúng ta nó sẽ không vào và nước nó sẽ không vào nó sẽ không hỏng ở cái cái mền ở trong và sau nó sẽ không ám cái màn này Đấy, nên nó mới là cái hệ chống nước thì nó mới có cái giá nó cũng khá là tương đối nó không phải là quá đắt đâu cả các bạn mua mười mấy hai mươi triệu nó cũng chỉ là không có chống nước nhưng mà con này có ba triệu mấy bốn triệu thì nó chống nước là quá là ok nếu mà các bác không tin ấy thì các bác cứ nhận hàng và điện cho tôi. Nếu mà người ta những cái nhân viên giao hàng mà không mà không cho nhúng xuống nước thì bắt nhân viên giao hàng gọi cho tôi và cho tôi ghi âm cuộc gọi lại. Nếu mà tôi sai tôi chịu. Bởi vì các bạn đâu có thanh toán đồng nào đúng không? Đấy, anh em được kiểm hàng và vứt xuống nước. Nếu mà nước vào đừng có nhận. Đấy, tôi chịu thiệt luôn cái máy này. Tất cả các cái sản phẩm bên em không cọc kiểm hàng rồi thanh toán. Nên anh em đừng quên chia sẻ và đừng quên cho tôi một lượt like. Đấy, và giới thiệu cho bạn bè hàng xóm để chúng ta mua. Đấy. Không còn chỗ nào rẻ hơn đâu. Tuy nhiên thì mỗi người có một cái giá thị trường nó khác nhau. Ông nhập được đất thì ông bán đắt. Ông nhập rẻ thì ông bán rẻ. Tuy nhiên thì còn chất lượng thì chúng ta không biết. Đấy. Còn tôi bán cho tất cả các bạn những cái dòng sản phẩm này. Cũng có rất là nhiều người thắc mắc là tại sao người ta bán có 2 triệu mà tôi bán 4 triệu. Sao tôi ăn dày thế? Nếu mà tôi bán như thế này. Ấy, một ngày tôi bán hàng trăm đơn thì tôi làm khoảng 3 ngày là tôi nghỉ rồi. Tôi kiếm gần tỷ bạc rồi đúng không? một con 2 triệu thì có mà chả mấy là giàu phải không ạ nhưng mà không biết là người ta bán hàng gì nhá hàng trên thị trường nó quá là trôi nổi đúng không ví dụ như những cái dòng máy người ta là máy sách tay này những cái dòng máy là người ta độ vỏ này những, cái, những cái dòng máy người ta bị lỗi này ví dụ như những cái dòng là nó thay vỏ này thay màn hình này thì nó bán cho tất cả các bác thì nó rẻ là đúng Đấy, nhưng mà nó không chất lượng là như vậy nha các bác nha còn em ấy, cam kết thứ nhất là hàng chính hãng thứ hai là chúng ta được kiểm hàng rồi thanh toán Đấy. Note 10 GE và nốt 10 T. Đây này, series các kiểu đầy đủ hết nhá. nốt 10 E và nốt 10 T thì nó khác nhau ở đâu? Và giá nó cũng khác nhau 400 000 nốt 10 T này nó là hai sim nhá. 10 E nó là một sim thì nó sẽ rẻ hơn. 10 T này là 3 triệu 9, còn 10 E nó chỉ là 3 triệu 500 thôi. Thì các bác sẽ nhận được điện thoại này là một sim và một con là hai sim thì nó đắt hơn. Đấy, nó là như vậy thôi. Còn ngoài ra hình thức tất cả các cái mẫu mã nó giống nhau hết, có hai màu như thế này. Đây là Samsung A05 nhá, Samsung A05 em bán cho tất cả các bác là 3 triệu 500 các bác nhận được chiếc điện thoại là pin 5000, màn hình 6,7 inch, RAM 4 và 64GB, máy mới nguyên hộp 100%. Anh em được kiểm hàng rồi, thanh toán không cần cọc nha bên em bán không phải là bán một đến hai cây sẽ là lừa cọc tất cả anh em anh em yên tâm những cái sản phẩm bên em ở đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm chứ còn nếu mà các bác cứ đi nghe người ta quảng cáo rẻ rồi thì các bác đi đặt cọc cho người ta rồi sau đó là mất rồi điều gì không mất thì cứ bị lừa cứ bảo là mua hàng trên mạng toàn là bị lừa thôi đúng không thì do người ta quảng cáo tốt quá người ta bỏ người đẹp người mẫu rồi thì các kiểu chân ngắn chân dài ra quảng cáo các bác các bác thích các bác mua cho các bác đặt cọc đấy hàng như kiểu hàng 39 ấy, đấy, nó là như vậy. Tuy nhiên thì sản phẩm nào thì tiền nào của nấy thôi. Các bác đòi mua cái loại 1 triệu làm sao so được cái loại 5 7 triệu đúng không? 5 7 triệu làm sao à, làm sao mà so được cái con 2 30 triệu. Đấy nó là như vậy. Còn tất cả những cái hàng của em thì chỉ là cam kết là hàng chính hãng, nhưng mà nói về cái mức độ lỗi ấy, như thế nào thì tôi cũng có thể là nói là lỗi, nhưng mà à, nó cũng nghìn con này chắc chắn nó có con nhưng mà ai mà không may thì gặp nhau cái trường hợp này thì chúng ta phải thông cảm em sẽ hỗ trợ các bác đổi một đổi một trong vòng 30 ngày không cần sửa nha có người đến tận nhà các bác đổi cái máy này về rồi mang cái máy mới đi đổi cái máy cũ của nhà bác về đấy nó là như vậy nên là anh em yên tâm một, một phần rồi còn trước khi giao và nhận hàng các bạn được kiểm hàng rồi thanh toán đúng thì chúng ta nhận mà không đúng thì thôi anh em nhanh tay chia sẻ ngay video và kết bạn ngay Zalo gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình để tôi cho tất cả các bác vào Zalo sau đó là chúng ta còn thiếu những cái thông tin gì chúng ta chưa nắm được thì em sẽ hỗ trợ các bác qua Zalo còn ở đây em chỉ quay nhanh và quay chi tiết nói chung là nó là máy mới thì nên là chúng ta cũng không còn cái gì để nghĩ là nó bị sao cả nó gọi là nó không xước không bóp méo em chỉ cần nói ram bộ nhớ và cấu hình và giá cho tất cả các bác thôi Techno 20C em bán tất cả các bác 3 triệu 700 nha thì các bác nhận được chiếc điện thoại như sau thứ nhất là pin 5000 thứ hai là màn hình 6,6 thứ ba RAM 4 cộng 4 thành 8 và 128g 3 triệu 700 000 nha các bác nha Tecno 20C nha Tecno 20C 3 triệu 700 000 máy mới nguyên hộp luôn đây này Đấy, hộp của nó ở đây Đấy, nó nguyên hộp như thế này, này. Máy nó như thế nào thì em bán cho tất cả các bác như thế đấy Còn em bán ấy thì phải được lời thì em mới bán Chứ còn bán lỗ thì em không bán nha Nói thẳng như vậy Oppo A96 A96 thì hình như là hiếm rồi anh em ạ Đấy càng ngày càng hiếm dần rồi đấy, Nhà em thì nói chung là không thiếu gì sản phẩm Tuy nhiên thì con nào bảo hiếm thì em sẽ bảo hiếm Oppo A96 này thì giá nó cũng không phải là đắt Có nghĩa là cái tầm tiền 4.150.000 con này nó là RAM 12 các bác nha 4.150.000 Oppo A96 thì các bác nhận được cái sản phẩm là pin 5.000, màn hình 6.6 inch, RAM 8 4 thành ra 12 và 128 GB các bác nha Máy mới nguyên hộp 100%, các bác nhận nếu nói sai thì đừng có nhận máy, nói đúng thì chúng ta có thể ủng hộ nha các bác nha Còn các bác không mua thì các bác đừng có đặt. Đấy, chắc chắn là như vậy, bởi vì đặt không phải là ghét em thì các bác đặt đó để làm gì? Đấy, đặt thì chỉ là ảnh hưởng đến những người giao hàng thôi Còn tôi cũng chỉ là những người bàn phím Mà tôi bấm phím đi là các bác nhận được máy Trong khi các bác cũng bấm như vậy Thực tế ra ấy, các bác nghĩ là nó là đơn giản Nhưng mà người ta giao hàng đơn này ấy, Nếu mà làm vỡ này đấy, Hay là mất này Hay là nó bị làm hỏng này Hay là bị trộm cắp rơi ở đâu Thì cái thằng giao hàng shipper người ta phải đền Chứ tôi đâu có phải mất gì đâu Tôi chỉ mất có 15-20 nghìn tiền phí thôi Bạn không nhận tôi chuyển sang thằng khác đúng không con người là có cái tâm ở cái điểm này còn chắc chắn các bạn không mua các bạn đừng có đặt nha còn đặt hàng bên em để các bác phải đợi 3 đến 5 ngày các bác mới nhận được máy chứ không phải nói là nói tí này tí gửi máy cho các bác luôn thì các bác khác tự tự đến tận nhà mà mua A96 nha A96 này thì uh, 3 uh, 4 triệu 150 nghìn tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm giá cực rẻ mà lại nhiều thịt đây này Đấy chỉ có 2 triệu ba thôi nhá 2 triệu ba thôi con này thì là 2 triệu 3 Oppo A15s đấy A15s mà máy mới 100% nguyên hộp nha RAM 4 128g màn hình 6,5 inch pin con này nó 5.000 các bác ạ pin con này nó là 5.000 các bác nha pin 5.000 anh em được sở hữu chiếc điện thoại mới 100% 128g RAM 4 128g các bác này Đấy, 2 triệu 300 nghìn thôi Miễn phí ship được kiểm hàng rồi Thanh toán không cần cọc một đồng nào Oppo A15s 2 triệu 300 nghìn 128 ghi Pin 5 nghìn các bác nhé Máy mới nguyên hộp 100 trăm Các bác cứ nhận hàng đi Nếu mà không phải là máy mới Thì các bác cứ thanh toán Đừng đừng có thanh toán gì hết nhá. Các bác cũng chả phải mất tiền ship gì cả Chả có ai bán hàng như tôi Là không cần cọc một đồng nào Và không có ai bán hàng như tôi là Rất là nhiều máy như vậy còn em bán đây ấy, bán hàng triệu máy chứ không phải là một con hai con cho là lừa ông nọ sóng kia cọc nọ cọc kia đâu à, như người ta bán ba bảy con trên rổ thì tưởng là nhiều cứ quảng cáo tốt thì các bác cứ đi mua toàn những cái hàng người ta dựng lại chứ các bác thấy ai bán toàn bộ máy mới như tôi đâu đấy là dám nói thật còn nếu mà các bác không tin các bác cứ xem lại nhiều bi để các bác biết này đây đây toàn những cái hàng mới nhá đây này máy mới cứng 100% trăm phần trăm máy mới nhá các bác nhá máy này ấy, là nó là Redmi V50 màn hình 6,6 inch màn hình 6,67 inch coi là 6,7 inch con này là RAM 6 và 128GB pin 5000 Đấy, mắt của nó như mắt cú mèo đây này Đấy, pin 5000 bán với giá cũng là 5 triệu cũng là 5 triệu máy mới nguyên hộp luôn nguyên hộp nguyên phụ kiện luôn nha các bác nha Đấy, đây Máy nó chỉ quay như thế thôi chứ bây giờ em cũng chả có cách nào để em nói thêm cả Chỉ cần nói về RAM bộ nhớ tiền và pin và dung lượng thôi Tên máy thôi V50 nhá Đấy người già các kiểu dùng như con này là quá ok Thứ nhất là to Vuông Và nhìn cái hình thức khá là đẹp Đấy. Bây giờ em lại giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm tiếp theo này Đưa cái này đi thì nhận cái kia về Note 11 này, Redmi Note 11 này. Đấy. Redmi Note 11 này. Để tiếp con khác đi. Người ta đưa cái này đưa cái kia luôn. Thì con C33 các thứ kia những dòng nó rẻ rẻ tiền kia. Redmi Note 11, RAM 6, 128 GB, pin 5000, màn hình 6.5 nhá các bác nhá. Pin 5000 màn hình 6.5 em bán tất cả các bác là 3.800.000. 3 triệu 800 nghìn các bác nhận ngay chiếc điện thoại Redmi Note 11 này máy mới nguyên hộp 100 phần trăm nha các bác nha đấy hiện tại thì em chưa bật nguồn kịp đấy nói chung là cứ giới thiệu qua cái mặt lưng nó như thế nào thì em đã ghi rõ thông số và thông tin nó ở đây hết rồi đấy Note 11 nha 3 triệu 800 pin 5 000. màn hình 6,5 RAM 6 và 128 ghi máy mới nguyên hộp 100 phần trăm các bác nha. đấy, anh em được kiểm hàng rồi thanh toán đấy người ta ấy, các bác hiểu không người ta có bán ấy, có vài cây ba bốn cây rồi có cây thì xuất mồm xuất môi rồi xuất góc xuất cạnh mà người ta bán với giá chỉ có vài trăm nghìn thôi mà người ta vẫn bắt các bạn à, các bác đặt cọc thế tại sao tôi bán hàng trăm máy hàng triệu máy ở đây với lại à, à, giá từ năm bảy triệu mà tôi không cần cọc đấy các bác phải hiểu vấn đề mua bán ở cái điểm này đúng không thứ nhất là không biết uy tín hay không thì tôi có uy tín hay không thì các bác khác tự thử đàm phán chứ còn tôi cứ nói ở đây thì chắc chắn chưa chắc các bác đã tin tôi đúng không để một mình tôi nói cho tất cả anh em tin mình thì rất là khó kể cả bạn cũng thế thôi nói với con mình con mình trả tin nói bố bố trả tin đấy Những người ta bán con có vài trăm nghìn mà người ta bắt các bác à, các bác đặt cọc rồi còn tôi bán ở đây ấy, bán mấy trăm nghìn hàng triệu mấy triệu mà tôi còn không cần các bác phải đặt cọc thì các bác vẫn còn không uy tín đúng không còn bảo tôi lừa các bác đấy xã hội mà nhiều người cạnh tranh không biết nhưng mà thằng này nó lừa đấy. đấy. hàng nó hàng tàu hàng nhái đấy nếu mà tàu nhái thì không dám cho các bác kiểm tra rồi nhá đúng không phải các bác phải đặt cọc thì em mới gửi nhưng mà đây kiểm hàng được thanh toán yên tâm Redmi C33 nhá màn hình 6.5, RAM 8 và 256 g máy mới 100% pin 5000 C33 3 triệu 350 nghìn Redmi C33 nhá máy mới nguyên hộp 100% đây, máy mới nguyên hộp 100% Đấy, bán tất cả các bác với giá chỉ có là 3 triệu 350 nghìn Đấy, 3 triệu 350 nghìn Miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán Zmi C33 Còn đây là một chiếc điện thoại Bán chạy nhất Những cái sản phẩm này Và giá nó cũng chỉ cực kỳ là rẻ thôi Đấy Oppo A53 nó chỉ có 2 triệu 400 các bác nhận được chiếc điện thoại pin 5.000 nó gian 8 và 256 nha chứ không phải là 128g Đấy, nhiều người phải hiểu là như vậy con này nó là 100 à, 256 g đấy 256 g Oppo A53 màn hình 6,5 với giá chỉ là 2 triệu 450.000 thôi miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không cần cọc nha máy mới nguyên hộp Em gửi cho các bác, các bác biết được chỗ nào móc, chỗ nào sút, chỗ nào mẻ thì các bác đừng có nhận hàng. Và làm ơn điện cho tôi bởi vì là sợ là vận chuyển hay là như thế nào nó bị vỡ. Đấy, hay là nó bị người ta tráo đổi. Cái vấn đề này nó cũng có thể là nó cũng có nguyên nhân nó xảy ra. Nhưng mà chúng ta cứ đề phòng để tránh cái trường hợp là chúng ta mất tiền rồi cho nó nhận, cho là cãi nhau. Nó không hay. Còn bên em thì chế độ bảo hành cực tốt cho tất cả anh em đây này. RAM 8 và 256GB nha các bác nha. Oppo A53 nha các bác nhá. Oppo A53, máy mới nguyên hộp 100% nha. Đấy, các bác nhìn nó trước trước đây không phải đâu, đây là lớp giấy bóng đấy nha. Tiếp theo em giới thiệu với tất cả các bác là những cái sản phẩm nó cao hơn một tí, có nghĩa là A53S nha. Đây là A53S. 2 triệu 750 000 con lúc nãy em giới thiệu với tất cả các bác chỉ là A53 thường Còn đây là A53S 2 triệu 750 nghìn pin 5000, màn hình 6.5, ram 8 và 256 GB. À, xin lỗi. 256 GB nha, ram 8 và 256 GB. Bán là tất cả các bác với giá 2750. 2.750.000 triệu 750 nghìn miễn phí ship được, kiểm hàng rồi thanh toán, không có cọc cạch gì cả các bác nha. Gọi ngay trực tiếp cái số điện thoại này, kết bạn ngay Zalo 0819 và 789 và 222. Giới thiệu điện thoại này Đấy. RAM 8 này, phiên bản Android 12 chấm này, 256 GB. 256 GB nha, bán cho tất cả các bác chỉ có 2 triệu 750 000 thôi. Lấy con A57 đây. Rồi. Oppo A57 nha. A56 rồi tới A57. Lấy con A92 nữa. A57 này là có màu xanh, màu đen và màu vàng. Mà tại sao con này nó là A57 nó lại rẻ hơn con A56? Nguyên nhân và lý do. Con này nó chỉ là 128 g thôi, ở đằng sau này là ghi nhầm á 256 nha. Nó chỉ là 128 g thôi các bác ạ. 128 gb nhá, cái chỗ này là ghi nhầm thôi nha. RAM 6 128 g pin 5000 2.500, Oppo A57. Máy vuông, máy mới 100% này. Nguyên hộp nha. Đấy, gửi cho các bác, các bác cứ nhận đúng thì chúng ta nhận mà không đúng thì đừng có nhận nha các bác nha Oppo A57 nha, máy mới nguyên hộp luôn Đấy, nếu bạn là nguyên hộp thì nó chả có cái gì là xước hay là móc ở đâu cả đấy. A57 Đây này, đây là cái sản phẩm A92 A92 con máy này ấy, máy mới nhá, nguyên hộp luôn Hiện tại còn không có pin nữa, đấy kiểm tra thông số xem nó có bao nhiêu phần trăm và có có bao nhiêu ghi nha con này ram 8 cộng 3 ram 11 bộ nhớ của nó là 256 ghi 256 ghi nha Đấy. A92 pin 5000 màn hình 6.5 ram 8 256 g em bán được tất cả các bác với giá 2 triệu 950.000 miễn phí ship máy mới đủ phụ kiện ốp sạc và tai nghe được kiểm hàng rồi thanh toán không có cọc cạch gì cả nhá các bác nhá và tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái dòng A54 Oppo A54 nha A54 máy mới 100% em bán tất cả các bác là 2 triệu 900 pin 5.000 128 gb A54 nhá Nếu mà con này mà nó là 256 gb nó nhảy lên trên 3 triệu gần 4 triệu đấy bởi vì em bán ở đây ấy, em bán phải rẻ hơn tất cả mọi người thì các bác mới mới mua chứ mà em mà bán đắt thì là chắc chắn là các bác sẽ không mua rồi đúng không ạ đấy Đây là con A54 nha các bác nha. Đây là con A54. Em bán cho tất cả các bác chỉ có 2 triệu 900 miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán pin 5.000. Đấy, màn hình 6.5 RAM 4 và 128 GB với mới có giá này chứ nếu mà còn à, nó là 256 GB nó phải trên 3 triệu các bạn nhá các bác nhá. Đấy, A54 máy mới nhá, nguyên hộp luôn. Đấy. Nói chung là máy mới thì chúng ta không cần thì phải xem về những cái màn nó có đốm hay là có ám hay không, nó là mới là mới rồi. Đấy. Gì <laughs> A55 này em giới thiệu tất cả các bác con A55 này 2 triệu 950 nghìn màn hình 6.5 RAM 8 và 256GB Oppo A55 pin 5000 các bác nha A55 pin 5000 có 2 màu Để tiếp con kia chờ đi A55 2 triệu 950 nghìn miễn phí ship con này là pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256GB Đấy, à, 256 g Em bán được tất cả các bác là 2 triệu 950 000 Đấy, à, 2 triệu 950 000 RAM 8, 256 g Máy mới nguyên hộp 100% nha. Các bác được kiểm hàng rồi thanh toán không có cần cọc một đồng và một xu nào. Kiểm tra thì đúng thì chúng ta nhận mà không đúng thì thôi. Để tránh cái trường hợp là chúng ta cứ bảo mua trên mạng toàn bị lừa. Thì chúng ta đừng có bị mất tiền ngu nữa các bác nhá Đấy, một con sâu làm hại nồi canh. Tôi bán cho tất cả các bác là bán bằng thật. Nhưng mà người ta cứ lại bảo tôi là tôi bán cho tất cả các bác những cái hàng giả. Nên là bây giờ tôi sẽ phát sinh ra tôi không cần cọc kiểm hàng tôi thanh toán. Có ai dám làm như tôi mà bán nhiều như vậy không? <laughs> Tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm này. Đấy, đây là độc quyền. Oppo K9S nha. Oppo K9S này có hai màu như thế này đấy, màu trắng này là không phải trắng sữa trắng ngọc cái gì đấy đây này đấy, trắng bạc cái kiểu thế và có cái màu xanh đậm đen đấy, xanh đậm đen em bán cho tất cả các bác là màn hình là 6,56 inch có nghĩa là màn hình 6,7 inch luôn mà con này cũng là ram 8 và 256 g pin 5000 k9s nha 3 triệu 550 000 miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán các bạn không phải cần phải cọc 1 nghìn nào kiểm tra đúng thì chúng ta nhận mà không đúng thì thôi Đấy. máy cực kỳ đẹp đây ra một bộ nhớ này thể hiện ở đây cho tất cả các bác này Đấy. con này nó là phiên bản ăn là 12 chấm RAM 8 và hỗ trợ thêm 3 g nữa thành ra 11 các bác ạ. 3 triệu 550 000 nha, miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán. Các bác yên tâm chưa? Đấy. Tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác con là Oppo A32 cũng chỉ có hơn 2 đồng thôi 2 triệu 450 nghìn này Oppo A32 này Đấy. Oppo A32 hơn 2 triệu bạc thôi Mà các bác nhận được điện thoại là pin 5 nghìn này Cũng là RAM 8 và 256 ghi có hơn 2 triệu 2 triệu 450 nghìn Làm sao chúng ta đi đâu mà mua được cái máy như thế này Đúng không? Hơn 2 triệu bạc mà chúng ta mua được cái sản phẩm này là hơi bị hiếm đấy các bác ạ đấy là cái việc mà em không phải là khoe đâu em nói cho tất cả các bác là như vậy đấy Oppo A32 nhá 2 triệu 450 nghìn đây là những cái sản phẩm bán chạy nhất từ đầu năm tới nay đấy, và được giảm giá đến 1 triệu rồi các bác ạ đợt vừa rồi nó hơn 4 triệu cơ mà đúng không đấy, bây giờ nó giảm giá còn có 3 triệu 350 nghìn cơ đấy <laughs> 3 triệu 350 000 miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không có cần cọc một đồng nào mà con này cũng là RAM 8 và 256 g Oppo A93s pin 5000 màn hình 6,5 RAM 8 và 256 g em bán tất cả mọi người là 3 triệu 350 nghìn nha máy mới nguyên hộp luôn nguyên hộp 100 phần à, trăm nguyên hộp luôn đấy nó gọi là máy mới thì chúng ta không cần phải test màn hay là test cam kiếp các thứ đâu Nói chung hàng trăm con, triệu con thì nó cũng có một con lo lỗi Nhưng mà em đã bảo rồi hứa cho tất cả các bác là Em sẽ hỗ trợ các bác sẵn sàng đổi trả trong vòng 30 ngày Chúng ta sử dụng nếu mà con nào bị lỗi Em sẽ đổi luôn cho các bác cái máy mới Còn bảo hành những cái phần cứng Thì uh, cho các bác là 6 tháng Đấy. Ship toàn quốc nhá Không cần cọc mà trong khi đó là lại bảo hành cũng toàn quốc luôn Anh em yên tâm Đấy, Em kiểm tra này Sao thăng không, 6 thăng xuất hiện email như vậy là nó là chính hãng còn không thì không bao giờ là chính hãng nha nó mà nó xuất hiện chữ là không phải chính hãng đâu nó là số thì mới phải này đấy em bán ở đây em phải cân đối giá rẻ nhất có thể thì các bạn mới mua chứ mà em bán đắt đấy. em mà bán đắt hơn hay là bằng những cái cửa hàng gần nhà bạn thì chắc chắn bạn sẽ không mua tại sao đấy. em bán rẻ hơn thì các bác phải đợi ba bốn ngày các bác mới nhận được máy ví dụ như hôm nay các bác đặt thì tận tối nay mới đóng hàng thì sáng mai mới gửi mà gửi đi đâu có phải là gửi đi là nó đi các bạn luôn đâu người ta phải mang đi nhập kho rồi kiểm kho rồi thì mới tách đàn ra mới có người đi một nơi đấy chứ nhiều người cứ bảo là đặt xong tưởng có luôn lấy đâu ra đấy các bác phải hiểu vấn đề này cứ gọi in ngoài và mai mà ông không trả hàng cho tôi thì tôi không lấy nữa bạn không lấy thì thôi chứ quan trọng gì một chiếc điện thoại tôi kiếm có được một của bác là bao nhiêu đúng không một trăm hai trăm đấy nhiều bạn cứ tưởng là như người ta là khách hàng là thượng đế Đấy, nhưng mà thực tế là cũng đúng Nhưng mà các bác làm khó tôi Tôi có phải là tự tay tôi cầm đi giao cho các bác Thì hẹn với nhau nó dễ Đúng không? Cứ còn bây giờ Mình cũng phụ thuộc vào những người giao hàng chứ Người ta không đi kịp Đâu có phải là giao một đơn đâu Người ta cũng giao như nhiều đơn chứ Đấy, Phục vụ mỗi mình bác thì có mà cho vòng 2 tiếng đến tận nhà Oppo A78 5G này Đấy, Màn hình 6.7 RAM 8 256GB Em bán với giá chỉ có 3 triệu 450 nghìn pin 5 nghìn các bác ạ Oppo A78 có màu đen, màu xanh và màu hồng nhạt như thế này Đấy. Nói chung là màu thì không quan trọng đâu Chủ yếu chúng ta mua về những cái thiết bị và cái đồng tiền của nó hợp lý thôi Mua về chúng ta thay cái ốp cái hết màu khác 256GB nhá RAM 8 cộng 1 này Đây này, để em chứng minh cho tất cả các bác này Đấy, có bán được như thế nào thì nó sẽ ở ở đây luôn. Đây. Em bán tất cả các bác nha Mình sẽ vào cái quản lý cái đơn hàng này. Đây là cái ứng dụng mà tôi chuyển cho tất cả các bác này. Một ngày này 5 triệu. À 6 triệu 046 nghìn 014 đồng. Tổng tiền cước đúng không? Đấy, tổng đơn hàng của nó là 267 đơn. Tổng tiền thu hộ bên giao hàng thu hộ tôi là 512 triệu chín nghìn. Đấy, như vậy là có đúng không? Đấy, cần gì phải bốc phép đâu. Đấy, giao thành công đây này. Hôm nay nó như thế nào đây? Đến giờ này nó lại ẩn đi đâu hết rồi nhỉ? Giao thành công thì thu hộ này 350 triệu 110 nghìn đồng. Đấy, đấy là nói rõ tất cả các bác nha. Đấy, nhiều người cứ bảo là sợ thằng này nó bốc phét nọ kia. Nhưng mà thực tế là em chứng minh cho tất cả các bác như vậy thì các bác cũng biết là em bán được bao nhiêu đấy những cái nơi mà uy tín hay không có hàng trăm người xem hàng triệu người xem thì các bác không mua các bác cứ để thấy người ta đăng lên một cây ba cây thôi thì các bác cũng đi mua đấy em quảng cáo được cả tiếng đồng hồ mà mỗi một cái đồng một cái điện thoại em quay những vài giây thôi mà cũng khá là dài thời gian của các bác rồi đúng không như vậy là uy tín hay không các bác khác tự hiểu thôi còn nếu mà để một thời gian ngắn gọn này mà em quay cho tất cả các bác và tất cả các anh chị hết thì chắc chắn là không quay hết được nên là các bác đừng quên đăng ký kênh Và đừng quên chia sẻ ngay cái video này Để cho tất cả các bác và các bạn bè Được nhìn thấy Kể cả chúng ta không đăng ký kênh thì ví dụ như Mai hay là chiều nay tôi là có cái những cái sản phẩm Mới mà tôi đăng lên thì các bác lại không được nhìn thấy Bên em có tất cả các dòng điện thoại mà iPhone, Samsung, Redmi, Oppo Và kể cả uh, 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 Những cái máy tính bảng cũng có hết các bác nhá. Đây chỉ có giới thiệu được Có vài cây thôi A74 3 triệu 450 nghìn Oppo A74 nha Đấy, A74 3.450.000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256 GB pin 5.000 máy mới nguyên hộp 100% nha nguyên hộp 100% Đấy. nguyên hộp 100% 256g có hơn 3 triệu không cọc kiểm hàng rồi thanh toán đây RAM 8 cộng 3 thì ra 11 256g Đấy. Em làm ấy toàn là làm về video ban đêm. Đấy bây giờ là 11 giờ đêm. Bởi vì tại sao? Ban ngày thì không có thời gian làm, với lại nó đông khách nữa, nó ồn ào rồi thì chó sủa rồi mèo kêu các thứ thì không làm được, với lại người ta đi lại nhiều đấy các bác ạ. Nhá, A74 này 3.450.000đ. Và em có những cái dòng Vivo Y11 Y11 này em bán là tất cả các bác với giá chỉ có là 1 triệu 950 nghìn miễn phí ship nha. Được kiểm hàng rồi thanh toán Cam kết là hàng mới Cam kết là hàng chính hãng luôn Pin 5 nghìn màn hình 6.4 inch RAM 6 và 128 gb Đấy, Máy mới nguyên hộp 100% Nha các bác nha Em à, nhanh tay và em cũng phải cố gắng để làm nhanh nhất Cho nên em sẽ tắt máy thôi Nói liên tục này cũng rất là mệt rồi đấy Khản tiếng hết rồi 1 triệu 950 nghìn nha Miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán các bác nha Được kiểm hàng rồi thanh toán Vivo Y11 Đấy. Máy mới 100% Bảo hành đúng cái lời hứa của tôi Quay cho tất cả các bác ở đây Tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm Vivo Y17 này Vivo Y17 em bán cho tất cả các bác Với giá là 2 triệu 250 nghìn Con này là RAM 6 và 128 g thôi ạ RAM 6 và 128 g nhá Đấy. 2 triệu 250 nghìn Màn hình 6.5 pin 5 nghìn Vivo Y17 2 triệu 250 nghìn pin 5000 các bác nha máy mới nguyên hộp 100 phần trăm đấy ram và bộ nhớ thì em đã ghi đó đằng sau rồi em chỉ quay cơ bản ở ngoài và ở trong thôi đấy và những cái hình thức xem các bác có ưng những cái sản phẩm này không chứ còn nếu mà để mà nói hết thì không có thời gian đâu các bác ạ. tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm vivo i19 này i19 màn hình 6,5 ram 8 này 256g pin 5000 Y19 em bán cho tất cả các bác với giá là 2 triệu 450 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán không có cọc cạch một đồng nào nhá không cọc không uh, nhận tiền trước nhá các bác nha đấy còn nhiều người cứ bảo tôi lừa thì ai lừa thì cứ hô lên hô to lên nhá còn tôi không có lừa ai tôi chỉ sợ các bác lừa tôi bởi vì tôi có đâu có nhận các bác một đồng nào đâu mà lừa đúng không toàn các bác lừa tôi chứ gửi đi các bác không lấy thôi chứ còn tôi làm sao mà tôi lừa các bác cái gì đấy Vivo i 19 máy mới 100% bán cho tất cả mọi người với giá là 2 triệu 450 000 miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán RAM 8 và 256GB các bác nhé RAM 8 và 256GB Tiếp theo giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm giá cực kỳ là hợp lý <laughs> Oppo A31 có màu đen, màu xanh và màu đỏ Đấy, Có màu đen, màu xanh và màu đỏ nha 2 triệu 150 nghìn thôi 2 triệu 150 nghìn máy mới nguyên hộp 100% pin 5 nghìn Mà các bác lưu ý con này là A31 Nhưng mà nó là RAM 8 và 256 Đấy, 2, 256 gb ấy chứ không phải là cái loại mười mấy GB đâu Đấy, Còn nhiều người cứ bảo thấy thằng kia bán rẻ hơn thì rẻ hơn là đúng Người ta 16 gb là đúng Em bán tất cả các bác tại sao hàng em bán cực chạy Mà anh em ủng hộ và đăng ký kênh của tôi rất là nhiều Thì tại sao tôi bán toàn là những cái dòng RAM bộ nhớ cao Đấy, để ủng hộ cho tất cả các bác mà giá cả là cực kỳ là hợp lý có hơn 2 triệu gọi là 2 triệu bạc thôi cái máy mà các bác nhận được chiếc điện thoại này thì các bác còn kêu ca gì nữa đúng không pin 5.000 mà nó 256g màn đất to này Đấy, Oppo A31 nha các bác nha Đấy, 2 triệu 100.000 nghìn, 150.000 nghìn. tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác một số cái sản phẩm là Oppo F11 Oppo F11 2 triệu 350.000 các bác nhận được chiếc điện thoại pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256GB. Oppo F11 nha, máy mới 100% luôn. Con này chưa bật nguồn này. Đấy.